Mấy giờ rồi mới đi chơi bây giờ mới về? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh có biết là bây giờ muộn rồi hả? Có biết tôi ngồi cô đợi cô từ đây từ tối giờ không? Bây giờ là mấy giờ rồi? Một giờ rồi. Một giờ rồi. Mà anh không có một cuộc điện thoại nào gọi cho em. Em ước gì anh có thể gọi hàng trăm cuộc để quan tâm em. Anh có biết bây giờ ấy, ở ngoài ấy, rất là lạnh không? Thế sao vợ đi ra ngoài mà không mặc áo ấm vào? Thật ra thì em không cảm thấy lạnh, nhưng mà trái tim của em lạnh đây này. Anh có biết là em phải đợi anh hàng giờ không? Không một cuộc điện thoại, em phải tự bắt xe về. Trời thì lạnh, anh biết không? Anh hết yêu em nói gì? Anh yêu em, anh xin lỗi. Anh nhớ rồi là sao anh sẽ đến đón em. Em biết lỗi chưa? Biết lỗi rồi. Em lỗi anh ở đâu?